Đình nhưỡng đang khiêu khích, quân đội nhân dân Triều Tiên đã bắn ba chục quả đại pháo hướng về phương nam trên Hoàng Hải, phía tây bán đảo hôm 27 tháng 1 vừa qua, tất cả đều rơi cách hải giới là 2.8 km nên không gây thiệt hại nhân mạng và vật chất. Pháo binh của Nam Hàn từ căn cứ thủy quân lục chiến đã bắn 100 viên đại bác lên không trung để cảnh cáo nhưng không phản ứng khi Bắc Hàn bắn đợt hai vào cuối ngày. Bắc Hàn đã quy định hai khu cấm Hàn Hải vào hôm 25 tháng Giêng và tuyên bố không ai được bàn luận vụ tập trận diễn ra trong lãnh thổ Cộng hòa Nhân dân Triều Tiên và tương lai sẽ còn tiếp tục. Bộ Quốc phòng Nam Hàn đã gửi một công hàm quân sự cho Bắc Hàn để bày tỏ mối quan tâm sâu sắc đến việc gây tình trạng căng thẳng không cần thiết trên bán đảo Triều Tiên. Hải quân Nam và Bắc Hàn từng đụng độ trên hoàng hải vào các năm 1999, 2002 và tháng 11 năm 2009 làm nhiều thủy thủ chết và một số chiến đỉnh chìm hoặc bị hư hại. Bình Nhưỡng luôn luôn sử dụng chiến thuật khiêu khích trong quan hệ ngoại giao. Quan hệ Bắc-Nam căng thẳng hơn khi Lee Myung-bang đắc cử tổng thống với chủ trương cứng rắn hơn đối với Bắc Hàn. Chủ tịch Kim Chính Nhật đe dọa đốt cháy cả Nam Hàn, tuyên bố tình trạng chiến tranh toàn diện, Xé Hiệp ước Đình chiến năm 1953 đòi Hoa Kỳ đàm phán Hiệp ước Hòa bình và Liên Hiệp Quốc hủy bỏ các việc cấm vận. Tổng thống Lee tăng cường sức mạnh quân sự và lần lượt giành quyền quyết định các vấn đề trên bán đảo Triều Tiên. Bộ trưởng Quốc phòng Kim Tae-yong tuyên bố sẽ đánh phủ đầu nếu dấu hiệu Bắc Hàn chuẩn bị tấn công nguyên tử. Hoa Thịnh Đốn và Hán Thành muốn kéo Bình Nhưỡng trở lại bàn đàm phán sáu bên gồm Bắc Hàn – Trung Quốc, Nga, Hoa Kỳ, Nhật Bản và Nam Hàn nhưng không chấp nhận điều kiện tiên quyết do Bắc Hàn đưa ra.